hậu quả của việc nuôi phải chuột hamster nhưng tâm hồn chuột chuỗi. Tốn tiền mua chuột hamster vì nghĩ mấy con này nó sẽ trầm tính, tĩnh lặng. Ai mà có dè mua trúng con chuột hệ báo. Mới thả nó ra 5 giây sau đã chạy mất tiêu, tìm mãi không thấy. Bỗng dưng phát hiện một cục vàng vàng lẫn trong dàn chậu cây của phụ huynh. Thì ra là con báo. À không, con hamster mới thả. Nhìn cái mặt nó nghẹt trông ngu ngốc ra chưa kìa. Vừa tới gần hơn xíu thì nó giả vờ hết hồn, cái mồm ngoác lên chuẩn bị la làng la xóm. Con sen ăn hiếp mình. Sen phải vả vài cái cho nó tỉnh ngộ, sắm cho nhà cao cửa rộng sạch sẽ không ở, ra đây làm chuột chuỗi. U là trời, không biết là con này nó có nhận thức được nó là con chuột hamster không, hay nó đang nghĩ nó là con chuột chuỗi nữa. Nhìn cái thây đầy đất đen thui của nó coi có giống con chuột hamster nữa không cơ chứ. Thế mà chị bán hàng bảo, tụi này chỉ ăn và ngủ thôi em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.